Ở video này chúng ta sẽ nói về chủ ngữ, tân ngữ và sở hữu tính từ nhé. Chúng ta có những chủ ngữ sau. Các bạn đã quen thuộc với những chủ ngữ này rồi ha. Chúng ta có I sẽ là tôi, you là bạn, we chúng tôi, they bọn họ, he anh ấy, she cô ấy và it nó. Thì chủ ngữ nó sẽ đi trước động từ. Còn nếu như nó đi sau động từ, các bạn sẽ không thể dùng I này nữa. For example, thầy có câu này: He gives me his notebook. Chúng ta có give là đưa. Anh ấy đưa tôi những cuốn vở của anh ấy. Thì ở đây là tôi, nhưng mà các bạn không thể dùng I được nữa. Các bạn sẽ sử dụng tân ngữ. Thì ở đây các bạn sẽ thay I thành me. Tân ngữ của tôi, của I là me. Của you thì vẫn là you. Tân ngữ của we là us. Tân ngữ của they, bọn họ là them. Tân ngữ của he, anh ấy là him. Tân ngữ của she, cô ấy sẽ là her. Tân ngữ của it thì vẫn là it ha. Các bạn lưu ý này, ở đây chúng ta nhìn lại ví dụ này nha. Trước khi nhìn lại ví dụ thì hãy nhớ chủ ngữ thì nó sẽ đi trước động từ. Thì đi trước động từ thì các bạn sẽ sử dụng cột này. Còn nếu như nó đi sau động từ thì nó chính là tân ngữ ha. Tân ngữ đi sau động từ thì các bạn sẽ sử dụng cột này. Và một cái nữa các bạn có thể để ý này, ở trong ví dụ này, he gave me his notebook. Anh ấy đưa cho tôi những cuốn vở của anh ấy. Thì chúng ta có từ his, của anh ấy. Đây sẽ gọi là sở hữu tính từ. Tức là cái từ này nó thể hiện cái sự sở hữu của anh ấy. Của anh ấy thì sẽ là his. Thế còn của tôi, của bạn thì là sao? Chúng ta có của tôi, my, của bạn, your, của chúng ta hoặc là của chúng tôi, our, của bọn họ, their, của anh ấy, his, chúng ta nói rồi ha, của cô ấy, her, và của nó, it's. Ok, thì ở bài này thì chúng các bạn sẽ chỉ cần lưu ý cho thầy hai cột sau: chủ ngữ và sở hữu tính từ. Các cột còn lại các bạn sẽ bổ sung vào trong vở lý thuyết của mình nhé. Các bạn còn nhớ ở trên lớp thầy đã bảo các bạn là chừa trống 6 hàng không? Thì 6 hàng đó các bạn sẽ bổ sung phần này, phần ở phía dưới này nha. Chúng ta có một cái ví dụ và bốn cái quy tắc đi kèm đây. Rồi, phần cuối cùng chúng ta sẽ nói về một vài trường hợp đặc biệt của chủ ngữ so với sở hữu tính từ nhé. Đầu tiên, nếu chủ ngữ là tên riêng, đây là một người nhé, hoặc là một con vật, một đồ vật gì đó, một danh từ suýt, thì bạn muốn nói, for example, thầy nói là tèo. Bây giờ của tèo các bạn sẽ thêm phẩy s cho thầy, tèo. Còn nếu như là nhiều người thì sao? Tí and tèo. Thế thì chúng ta vẫn sẽ thêm phẩy s ở phía cuối cùng thôi, tí and tèos. Còn nếu như nếu là danh từ suýt nè, my friend, bạn cũng sẽ chỉ thêm phẩy s ở phía cuối, my friends. Còn nếu như danh từ này số nhiều có s tận cùng thì sao? Chúng ta không thể thêm phẩy s như thế này được, my friends. Không được ha. Thì khi đó các bạn sẽ đã có s rồi thì chỉ thêm số phẩy ở đằng trước thôi, đằng sau thôi nhé, my friends. Vậy thì dấu phẩy ở đây thì chúng ta hiểu là một người bạn, my friends. Còn nếu người ta viết dấu phẩy đằng sau thì sẽ là nhiều người bạn ha, my friends.